gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Rồi, để hai tay lên bụng, không được nhắm mắt, hít thật sâu vào, dồn hơi xuống đan điền, nén thật chặt, thở ra. Các em phải cố gắng lên, bởi vì các em là tinh túy của thầy. Các em hiểu chưa? Như vậy, phải nghe lời thầy. Dạ cho anh ạ. Dạ làm ơn cho em hỏi trong đây là ai là thầy Tâm ạ? Tôi là thầy Tâm. À, thầy là thầy Tâm hả? Dạ thưa thầy, có người gửi hoa. Thôi được rồi, rồi. Tặng bông cho tôi được không? Đây, các em thấy chưa? Bỏ bông này chắc chắn là của một khán giả yêu thương tôi, hoặc là một học trò tinh túy của tôi đã thành danh tặng bông cho tôi. Các em thấy chưa? Không cần phải tán thưởng, thầy phải vỗ tay như nữa. Tại vì cái chuyện này cái chuyện bình thường, ngày nào mà thầy chẳng nhận được. Có hôm thầy còn nhận được cả vòng hoa nữa. À, được rồi. Chứng tỏ thầy có rất là nhiều người hâm mộ. Và những học trò của thầy toàn là những học trò tinh túy, toàn học trò mà nổi tiếng tặng bóng cho thầy. Các em hiểu chưa? À, về nói về cái người tặng bóng cho thầy ấy, là thầy cảm ơn, lời cảm ơn chân thành từ tấm lòng của thầy. Nha. Dạ. Rồi, thôi đi về đi. Dạ thầy ơi, chắc là thầy hiểu lầm rồi á. Bông này tặng cho chị Trinh ạ. Ồ! Cái chi mô. Ồ cái chi im lặng đi. Im lặng. Em cứ đi về đi, thầy sẽ chuyển cho Trinh. Đi về đi. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Thầy cảm ơn. Nghi lắm rồi. Cái lót đi. Ai tên là Trinh gì? Thì xuống nhanh đi. Dạ, dạ em là thầy. Ai tặng bông cho Trinh rồi? Dạ em cũng không biết. Không biết là tặng bông mà không biết là rắn. Thầy cho em xin bó bông. Em ơi, đi về chỗ em. Dạ. Đứng ngay tại chỗ không được ngồi. Thầy sẽ điều tra chắc chắn người tặng bông là những cái thành viên ở trong cái lớp đi. Tất cả các em đứng dậy. Đứng dậy. Em tặng bông đúng không? Không. Thế là em. Em à? Em à? Chắc chắn là em rồi. Không có. Em à? Em à, thầy nhầm chú nhầm. Xin lỗi chú nhầm. Đằng sau quay. Sao em trốn tránh thầy nữa? Dạ thầy Thầy muốn em nhìn thẳng vào mặt thầy, trả lời thật cho thầy biết. Cả lớp là không ai tặng bông cho Trinh này, ngoài trừ em ra. Có phải em tặng bông cho Trinh không? Có phải không? Phải không? Dạ phải. Cái lô xô xô. Vui lắm ấy phải Vui lắm ấy. Cười hả? Tất cả các em ngồi xuống. Riêng Tùng đứng. Trinh đứng cho thầy. Thầy sẽ làm rõ cái vụ này. Không thể như rửa được. Ráng mẹ em tăng bóng cho Trinh. Sao em không tăng bóng cho thầy? Cái lưu sổ sổ. Thì mình thích thì mình tặng thôi. Thì cái gì? Thì cái gì? Thì hoa thì Trinh như là thịt thầy. Không có. Thầy không có ý đó. Thích Trinh đúng không? Nhìn mắt thầy trả lời cho thầy biết. Nhìn thẳng vào mắt thầy này. Đúng không? Dạ phải. Thầy trả em đó bông. Dạ. Em. Thầy, hôm nay con có chuyện muốn tuyên bố.
Thôi Trinh. Hả? Wow. Tùng yêu Trinh. Trinh nhận lời làm bạn gái của Tùng nha. Còn cái chim mà mừng. Một, hai, ba. Vô. Chúc mừng. Chúc mừng nha. Cảm ơn. Trời ơi, công nhận nha. Tùng nói xong cái rồi Tùng nhẹ cả người giống như là trút được 100kg xuống vậy á. Cái gì mà nhẹ người. Ủa nó tỏ tình với tôi khó lắm hả? Trời ơi, bây giờ Trinh cứ đổi ngược Trinh là Tùng coi, lúc đó Trinh có khó nói không? Trời đất ơi, tao nói thiệt mày á, công nhận mặt mày dày thiệt á. Gì nói vậy mày? Trời ơi, sao anh nói anh Tùng mặt dày? Có sao đâu, mặt nó dày, anh nói mặt nó dày, anh chưa nói mặt nó dày cui là may mắn lắm rồi đó. Thiệt tình á. Thiệt bộ. Chuyện gì mà mày cũng dám làm, tao nể mày thiệt luôn á. Trời ơi, tôi kể mọi người nghe nè, lúc đó đó là tôi hả định tặng bông sau cái giờ về thôi. Cái tự nhiên lúc đó cái shop hoa nó giao bông sớm quá, cái tôi làm liều luôn. Bây giờ nghĩ lại ha, lúc đó mà hả Trinh không nhận lời Tùng chắc Tùng Tùng đòi 8 cái quần. Đúng rồi. Hồn má đâu ra, đợi con này lâu lắm rồi đó. Cái gì? Tôi đợi nào? Không, chờ xíu thôi. Cũng mê tôi. Công nhận á, anh Tùng cũng lãng mạn ghê á nha. Trời ơi, không có đâu, thú thiệt với mấy bạn luôn á. Tôi khô khan lắm. Mấy cái chuyện lãng mạn này á là nhỏ em gái tôi nó bày cho tôi hết á. Ủa? Gì? Nhỏ em gái anh kìa. Đâu? Đó. Đây, hả? Em gái mày là nhỏ con gái hay nhỏ con trai vậy? Ta đã nói nhỏ là con gái rồi chứ sao con trai được. Vậy còn nhỏ kia? Ai biết? Ô mẹ. Cô Tị đâu? À, đi chơi với người yêu rồi. Trời ơi. Gì sướng quá vậy? À, thì cũng bình thường thôi mà. Kệ đi, người ta có người yêu rồi thì cứ để tạo điều kiện cho người ta đi thôi. Ủa mẹ, đã có chuyện gì mà nãy giờ mẹ thở dài hoài vậy? Mẹ có gì mẹ nói đi mẹ. Mẹ có điều này muốn nói với tụi con. Mẹ nói đi. Quan trọng lắm hả mẹ? Mẹ thấy là thực ra chuyện này nó cũng có gì. Nhưng mà thực ra thì nó cũng rất là quan trọng. Nhưng mà xét cho cùng thì nó cũng có gì là quan trọng. Nhưng mà thực sự là nó quan trọng. Hôm nay mẹ bị anh Hưng lây virus rối loạn ngôn ngữ rồi hay sao? Vậy thôi chắc khỏi nói cũng được mẹ ha. Thôi phải nói chứ. Thì mẹ nói đi tụi con nghe. Thì đó, thì giờ mẹ chuẩn bị nói nè. Dạ. Cái gì vậy mẹ, mẹ làm mọi chuyện quan trọng vậy? Nói tóm lại là như vậy. Dạ. Bắt đầu kể từ ngày mai. Vợ chồng thằng Hải và con Liên sẽ đến ở nhà này. Tụi con làm gì mà la dữ vậy? Bây giờ mẹ nói nghiêm túc luôn. Bởi vì sao? Bởi vì hai đứa đó cũng là con của mẹ. Thằng Hải là con ruột của mẹ, là anh của tụi con. Con Liên là con dâu của mẹ, là chị dâu của tụi con. Thì bây giờ nó đến nó xin ở thì buộc lòng mẹ phải cho ở chứ mẹ đâu có từ chối được. Oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất.